Hùng hôm nay lái thử xe điện. Rồi tạm biệt mấy bé. Rồi tới Quỳnh Anh. Đây là công ty xe Vĩnh Trường. Hai vợ chồng Hồng Nguyễn nay lái xe đạp điện thử nha. À, được thì mua luôn. Chiếc xe có 20 mấy triệu thôi. Nè xe đạp điện đây. Xe điện. Hồng Nguyễn đã trả sao không trả trải nghiệm sao không hả này hai 20 mấy triệu 25 triệu mấy trăm phải không 8 triệu 200 hả 28 triệu 200 tính tỏ chú em cười mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.